Mến chào quý khán giả đang xem trên kênh Đồng Hải kết nối khám phá du lịch. Buổi chiều hôm qua thì chú cháu Đồng Hải đã làm cái cung đường này từ chỗ cháu Huế đang cuốc đấy. Hôm qua ở đấy vướng cái gốc cây, đâm ra là phải mở cái đường tránh dịch xuống bên dưới. Nhưng mà lúc nãy rác rà beng ra thì đã đánh tung gốc cây rồi. Chú cháu mình lại phải sửa đoạn này cho nó đẹp đi. Cái cung đường thì đã đi xuống được đến dưới kia rồi. Ngày hôm nay thì chú cháu mình lại tiếp tục công việc coi như là mở tuyến đường này. Đấy, dưới kia có sâu đúng không? Có sâu tầm một đấy chứ, tới bên trên đấy nó ít nữa. Nhưng mà cứ chú ở cháu cứ có sâu để chú có rộng này nhận được. Đất chỗ này đào cũng sướng, nó đỡ dễ cây nhiều nhỉ. Nó cũng có dễ cây là đào nhanh hơn. Nó đỡ mệt tay, giữ tức tay nè. Bỏ cái nước ra chỗ khác đi. Vừa nói không có dễ cây. Ít, nói chung là nó ít đi. Ai bảo là không có, trên đồi này không có dễ cây mới là lạ. Đổi hàng bao nhiêu cây thế này mà không có dễ để nói cái gì nữa nhiều. Thấp nữa đi, bên lên dịch lên trên đi nữa đi. Đấy, lên nữa, lên từ kia trên xuống đến chỗ chân cháu. Đấy, từ đấy. Ừ, đấy, gạt xuống. Đấy, đấy, mà lấy cái to to làm. Nó không có dễ cây thì lấy cái to to làm mới thích. Bướm to đấy. Buổi sáng nay có vẻ trời dịu nhỉ. Chắc là không nắng đâu hôm nay này. Còn có hiện tượng muốn mưa đấy nhá. Chưa mưa được nhưng mà nói chung là nó sẽ cứ buổi sáng mà trời nó quang quang thì nó lại không ấy. Mà nó sương mù mà trắng thì liệu hồn. Nắng sớm trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc mà. Bằng nhá, đừng cuốc kiểu có cáo gặm. Để chỗ cáo cào ở đây đi. Cáo cào cào đây, chú cuốc rồi cháu cào đây, hết ra ngoài. Cào đến đâu đó cũng phẳng luôn nhá. Vâng. Làm nó vừa kỹ thuật và vừa mỹ thuật. Cào mạnh ra bên ngoài. À, trường là bác búa mà có công mai thì búa thì nhay cái gì khó. Nó mẻ chặt những cái đoạn thì nó có dưới đất thì nó đỡ.
cái bá bánh gì rồi. Đường như to này. Xe ba bánh lên được. À, bánh lên dốc này nó yếu lắm. Lên dốc nó khỏe đâu. Bánh nó chỉ đi được bằng thôi. Đường này muốn khỏe chỉ có độ chế xe lên. Đấy, con đường bây giờ chú cháu tôi đấy mở rất là rộng vì cái đường nó ở lưng đồi nên phải mở rộng để còn xe container đi cơ mà. Mấy nữa làm xong là chú chạy xe chú lên phát không phải thử chạy thật chứ. Riêng xe chú thì không phải đẩy trừ đường trơn thôi. Còn đường nó không trơn thì sợ lại bảo cháu xuống đây hộ chú đẩy xe. Trừ đường trơn thôi còn. Bởi vì chú lên trên cống rua đấy. Cái cống rua đường đất mà. Đường đất nó dốc hơn nhiều. À lên tài chơi chứ. Nên ta chơi rồi. Nên cống rua cũng đoạn trên cũng toàn đường đất. Nhưng mà cống rua thì với cả ta chơi thì thật sự nguy hiểm hơn đây nhiều. Bởi vì nó cua nhiều mà một phát vớt phanh là lao xuống đến dưới nước kia. Kiêu lắm. Nhưng mà cái bản ấy nó đông. Đây này, cháu lại kéo cái này đi. Chú Quốc ra cháu kéo đi. Cái gì vậy? Cháu ngoan vào, cái khách có thưởng. Thì tối vẫn cho ngủ với thằng ấy thôi. Ngủ thằng Trương thôi. Có chưa tối nào nữa. Lấy cái cào nào đi. Ừ, cháu lấy cái tớ bảo lấy cái cào cái bàn to ấy. Cào ấy. Đấy, có hẳn lên trên nữa ra gốc cây. Còn lúc cái gốc cây là phải dùng cưa cắt cụt băng đi nhỉ. Yeah. Cái cây dưới nếu đào chơi ra cắt bằng đi là đấy là mép đường luôn. Không phải mở rộng cái này thì nó mới đảm bảo này đúng không? Tí nữa thôi đúng rồi, thế đấy rửa xuống thế này nó mới đi nó mới đảm bảo. Thì chỉ sợ công an bắn tốc độ thôi. Cháu thấy chú mở con đường này có hợp lý không? Quá chuẩn nhưng mà là chuẩn bình thường không? Không phải nói chú bắt đầu chú nghĩ ra và chú bắt tay vào làm chú đã thấy nó rất là hứng khởi rồi. Bởi vì
nó đỡ hại xe. Trước mắt là đỡ hại xe, nguy hiểm là cái thứ nhất. Và đỡ hại xe rất nhiều. Cái này chú thì cứ vẫn không đi số 2 mà chú cứ số 1. Tằng ga nhẹ nhẹ tí thôi. Thấy chưa? Thì nó không hại. Cái kia đường kia số 1 gần hết ga lên. Máy khét lẹt lên này. Ông tính thì ông cứ lấy đảo vọt đi. Nói thật nó nhảy nhấc đầu lên phát là không biết cái chuyện gì xảy ra. Mà đã xảy ra nhiều lần rồi, may là chưa nguy hiểm đến tính mạng thôi. Như sẵn sàng nó nguy hiểm tính mạng ngay chứ nó nguy hiểm quá mà. Thế khán giả ra bảo xính nó liều quá, đi liều quá. Và đúng thật, chỗ phải bảo nó là không nên liều những cái vớ vẩn ấy. Đi từ từ, à nhưng mà từ từ nó không được. Nó có một chân nó có đỡ được đâu. Mình có hai chân thì mình còn bới. Đi từ từ mình bới được. Đây một chân thì nó cắm vào, đưa vào thằng Trương nó cắm vào. Cái này nó nhỏ quá. Nhỏ thì cắm sâu vào. Cắm sâu nó. Mang vào đây. Đấy cắm sâu nó khắc chặt mà. Ừ. Trên nó bé. Đàn bà thế đấy. Đấy mới là đàn bà. Đàn bà nhiều người giỏi lắm. Nhưng mà nó giỏi làm kinh tế thôi chứ nó. Nó không giỏi chân tay. Nó giỏi đầu óc thôi. Minh là ở đây này. Hảo là ở dưới ta thấy gọi là cái bướm, ở trên này gọi là cái gì? Cái này à? Ừ. Cũng gọi thế thôi. Cái bướm hay cái cào? Cái cào là răng, cái cào nó có răng mới là cào. Còn cái này, cái này là cái cuốc. Còn cái kia nó xòe ra giống con bướm thì gọi là cái bướm. Ông người Kinh thì họ vẫn gọi đúng hơn. Người trên này hay gọi chung ấy. Nhiều thứ gọi chung mà, như kiểu tiếng Anh ấy. Đấy, cái cào lôi hết ra cái mép nó, thấy chưa? Cho nó bè, nhìn càng to đường càng đẹp. Đường gốc của mình nó đã to rồi, mình đắp nó càng to, không cần phải nhanh đâu mà, mình làm đến đâu rồi chất lượng đến đấy, nhanh thì là tốt, không phải, mà nó đảm bảo, đẹp thì đã chỉ là một nhẽ tất nhiên là mình làm đấy nhá, đâu phải chấm điểm đến đấy chứ luôn. Cào xuống cho lại thế này nhá. Cho được vét luôn một phát như thế này. Đấy hiểu chưa? Đấy để cho thành cái chân này để cho thành cái đường phẳng đều đi ấy. Đấy. Nên cháu cứ thấy đoạn nào mà chú sửa giờ rất đẹp luôn. Nhưng mà đoạn này cuốc ấy thì như kiểu là đang cuốc phá. Còn mình cho cây đi luôn đi. Cái con ấy. Có mà. Hôm nãy là đầu tiên là tưởng để đào vào nó thì để cả cây để cho nó có lực du, mà bây giờ thì không đào vào nó. Ui giời tía. Con chủ nương ra ông bảo ốc đứa nào làm đường trên nương nhà tao. Chú Hải làm đấy. Giờ chú Hải thì ai? Búa mà mài sắc được thì chắc chưa lắm nhé. Nhờ. Sắc đâu còn tóc mài rồi đấy. À thế đó. Hôm qua cái này nó như thế rồi. Nó mẻ nữa.
cái đồ nghề của ông Xính này chán ha. Ông không có sự đầu tư. Cô giáo ở trên Minh Tân muốn đi vào trường này cũng phải đi qua đường này à? Hay đi đường khác? Qua Lũng Càng á? Nó có đường đi à? À đường trong trên trần gần Minh Tân chứ. Thằng Xính chỉ yếu nó có tổ ong trên cái cột điện ấy. Gần vào đầu khu Minh Tân rồi. Gần chỗ cây 21 là nó có cái cầu dễ không kêu. Đấy, lúc nào thắc bay ấy. Đi thì phải gọi điện cho cô giáo cùng lên đấy. Ở chỗ mà lúc trước anh Sen đi làm đường kia. Qua chỗ đấy đi ấy, đúng không chưa? Nào. Anh Sen trở lên làm đường trên đấy. Làm cái chỗ đường mà ở tích trên phải kia. Phải không? Đúng mà. Không làm đường đi to phết mà. Ừ, cũng đi qua chỗ đấy đi mà. Đi đường đấy rồi. Hai chị nhá, phải coi nhá. Rồi, nhóc vào tỉ nè há giống như trước. Các em vừa rồi biết là khởi động tiếp đoạn đường ấy chưa? Không mà còn thiếu 10 triệu à. Hết tiền Mạnh Thường Quân ấy. Cho phát trường vào TV thò cái lỗ mặt ra. Hơi cao, hơi nguy hiểm. Qua xuống đây là hơi dốc lắm đấy nhỉ. Mà vào đây cũng không đào được cái này là nó đau đầu. Không, cái này xác định chặt đi thôi chứ. Không vướng. Không được đâu. Xuống đấy thì nó lượn vòng ra ngoài này. Có hiểu chưa? Định lượn xuống, lượn xuống kia, lượn ra. Anh bảo đi đến chỗ kia là vòng luôn về đây nhỉ. Giờ lại tiếp tục phải phát tuyến mọi người ạ. Cái này để họ đốt nhưng mà còn rộng lắm. Phải đi vừa phát đi vừa tìm đường nữa cơ. Đường nào hợp lý nhất. Phát rộng lộ hết đây rồi. Nếu thế phải oánh mạnh chỗ này thì đi thẳng một phát luôn nhờ. Thế này. Chơi xuống đây nào. Cầm một đá nữa hả? Tôi đây. Thả sưng về cái chú đấy rồi. Tôi đây là xem có gì không. Đi thẳng đây thì nó dốc quá nhỉ. Đoạn này bắt đầu lớn này mới lại phải dọn tuyến này. Bây giờ dọn ra. Nó khó hơn là phát mới ở kia. Phát khoảng tưng. Cái khung cuối lớn. Đưa cái
xa xa một tí một tí. Gọi là cái trường gì gì ấy nhỉ? Chú cháu nhỉ? Lấy cho cái trường gì ấy nhỉ? Lấy cho mẫu giáo rồi. Mẫu giáo ấy. Trường mẫu giáo là Xín Trải. Xín Trải à? Xín Trải đấy. Xín Trải nghe như kiểu trên Yên Minh như nhỉ? Nó cũng như thế là chứ. Trên Yên Minh có Xín Trải mà nhỉ? Ở trên chỗ cháu có Xín Trải mà. Cái nhưng mà toàn người giao thôi. Tôi lắm Xín Trải nhỉ? Đấy Xín Trải chân. Cái đấy bằng đấy, không to đâu chú ạ. Yên tâm, tưởng bé tí không được. Lắng tí sức khỏe đi. Đường mày to cái đoạn lầy chứ kìa nhỉ. Cái gì? Quả đường mày to hơn đường lầy kia nhỉ. To hơn nhiều chứ. Đi cái tâm toàn đông ở các cạnh. À thỉnh thoảng làm một phát nó hơi dốc lên phát xong lại bằng cũng được nhỉ. Đấy. Thỉnh thoảng. Để sao luôn. Không mưa cũng dính côn nhỉ? Quá chị ạ. Cái chỗ nó cũng dính như nhỉ? Cái nắng chang chang khô này. Cái này. Đây là cái cây tươi này mà lại lung lay ác nhỉ? Thế là cái dễ là dễ. Cái ngang thôi nhỉ? Dễ này nó nông. Nó bán trên mặt đất thôi. Những cây rõ chắc chứ. Trông như em cái gỗ đinh ý. Cái này nó đốt làm thang mà. Làm gì? Làm cái thang mà nướng thịt đấy. Than. Than chứ không phải là tham. Không phải là thang. Mà nó đốt, nó có kiểu đốt, nó đốt cho nó bùi kìa. Nó là hầm nó bùi. 3-4 ngày nó vẫn còn sống nhé. Đây mọi người ạ, chặng đường của chú cháu tôi thì làm đường nói chung là cũng như này là tương đối lắm rồi. Coi cắt được độ dốc rất là nhiều rồi. Giờ cũng đã muộn mà lại trời nắng rất là to. Nên chú cháu mình nghỉ sớm một chút để chiều còn tiếp tục công việc. Thì nếu không rồi lúc lại hỏng hết mọi việc.